Mày quay vô cái bọn cái rồi mãi em theo chồng thì em vẫn nhớ mà mỗi tình đầu tiên. Tầm đó mới cho bò ăn. Đi qua lấy cỏ cho bò ăn. Rồi mai em theo chồng. Gà bao la. Sao em có tuổi nhỏ đầy đủ chưa? Có lẽ nào anh đưa một tuổi sông núi. Sông núi sống già ghi lên tao ơi cho bò ăn mấy bò đó chân kìa, vô đây xíu cho bò ăn. Vậy kêu ghê thứ ghê thiệt. Cái này dán lên cho đang anh Tâm rồi tắm anh Tâm. Tắm không? Tắm rồi hả? Hai con bò bên kia giờ mặt ngầu quá. Con bò đó mặt ngầu quá. Giờ mặt ghê. Trời.
Chim kia còn vẫn có đôi sao chân sâu phô thế. Mình nhìn trên mái nhà tìm một người thật đồng sâu trời mênh mông anh nhớ em. À ha ha ha. Tình buồn tôi em đi con cô để tình buồn dấu mà chờ còn lắm mới chưa về giọt buồn giọt tôi đi ngày cây cột mẹ xu hoang lá vẫn còn giọt xí dạng thương biết dưới dáng thương mỗi trong kia mưa dầm cha còn dầm tàn tới mưa dầm anh Tâm. Sao anh không thức thuốc bò này nó nói gì cục cục anh Tâm? Yeah. Gì vô cái gì? Cắt cái đâu nữa trời? Cái lâu hả? Ừ, đúng không? À. Thôi đi chơi luôn, chút vô. Vô sớm không có làm gì đâu. Chiều mấy đám mây đẹp ghê không? Trời cũng mưa. Các bạn này ra hè này anh Tâm. Ừ. Nhìn là biết rồi. Làm sao mà biết rồi. Dạ. Da mô gì vậy? Dạ dính vậy. Nói cho tôi gọi người. Dạ bư hoài lắm già. Dạ. Trời đất mênh mông. Tự lên Tâm. Lên, im lắm vui.
Đi coi coi. Bộ có xịt thuốc cỏ vậy sao quéo đọt cho anh Tâm. Lên trời ơi, thấy không điều đó. Không tiêu tài. Nhé. Lên. Ồ, me có trái anh Tâm. Mời đem trái mắm guốc ra coi cắt cỏ ơi. Mời đem trái mắm guốc ra. Rồi cỏ cũng. Me ngọt quá. Mấy thằng kia đăng lên mạng anh Tâm, mấy YouTube đó, quay mà cảnh mà mấy người sống trên núi anh Tâm, nghe ông lãnh nóc thôi, như mấy ông Trăng, ông Gắn rồi đó anh Tâm, có bà Từ đó bà ngủ ở trên núi á, nửa đêm mà mấy Gắn rồi anh Tâm, nó chui vô mùng bà đang ngủ mà bà đạp nghe nghèo nghèo á. Không cắn chắc bà còn lấy nước cho nó uống nữa. Mà trên núi không biết là nó hang hay nó hiểm móc nó tối mà đó. Đó có cái bà gì bà trên núi đó, hồi đó nghe bà kể là bà cũng gặp được cặp thuần đuồng không, bà nói hai con ha, nó gan con Gắn mình mạnh nhất nó hôi ha. Tao biết con thằng ruộng con biết con ruộng đó giờ ai thấy gì? Đó giờ biết tên thôi chứ ai có ai thấy được nói gì mà nó chiều hết nó bay ha, nó cờ lợn cờ lợn cờ lợn xin cho mẹ ăn quê chim nhắn bay hồi đó cấp mà cây còn nhiều thấy én đồ bay nhóc gì vậy đi đâu có tiếu chứ hết đó mấy tháng trước đem ra đây quay én bay nhóc.
chua. Mới nó ngọt lại chua. Mấy cái mày nhỏ nó ngọt mày bự. Cái bự sữa chua biết đâu. Ảnh nó đụng quá chị, em cũng hỏi ảnh rồi. Hồi xưa thì chiến tranh chết, còn giờ thì bệnh chết hết năm. Cấp về trên thế giới luôn hả? Việt Nam không á, giới con cạc. Dữ không thầy? 18 ngàn mấy rồi đó. Đại siêu đó, tổng cơ Việt Nam rồi không á. Đúng không? Bây giờ tổng cơ được nè, đâu mà chạy được khỏi nó chết, nó phải bắt buộc rồi. Bền. Với hiện tại còn nhiều ca bệnh lắm, mắc bệnh. Trên lây gai quá. Hồi đó ra chắc chiều rồi ra thấy mấy cục mây tượng hình này kia này đẹp đẹp không, bữa nay không có gì chứ. Hình cục này kia con đang thấy hay. Đúng rồi. Mũi, cái mũi. Tôi bò nhờ cái đám cỏ này không thôi cắt đau luôn. Nếu các con ăn đau luôn hả Tâm? Có cái chậm dám nuôi mày ơi. Ừ, không có rồi. Cha không dám nuôi nữa.
sao có mưa trời lại sáng. Cái giống cái đất mình sống giờ từ cấp giờ là 2000 2005 2008 ha, 2000 lẻ một năm. Vậy đời nhưng mà mấy đời xưa nó là trước kia nó hết tâm chám lợn, như mấy cái đời kia là mấy như cái đời khác á. Mà đời khác mà sao dân biết được ông ở biết đời đâu có ai đâu chưa đập điện chưa đập đời như đời như ví dụ như bà Chân Chắc Chân Nhị này nọ đồ đánh giặc không biết năm mấy ta. Nói mà không nhớ ha, sợ năm như vụ 85 87 đấy ha. Sao mấy rồi? Gì? Năm sáu mấy hả? Năm sáu mấy thì bây giờ mới 2000 mấy năm nhiêu không? 2000 mấy. Thì mình mới qua bệnh năm 75 nay chứ nên phương tâm không? 75 năm nay có 2 mấy năm nhiêu? 75 năm nay 26 năm. Gì? Hòa Bình năm 75 mà ơi. Mà tại sao năm 1981 chưa có Hòa Bình nữa. Đúng không? Cái nhà xanh này đi. Nói sao đâu. Ờ phải em ra 75 mà tới 81 rồi. Ờ phải. Chị 42 tuổi rồi. Tính ra 43 45 rồi đó. 43 44. Ờ phải rồi, 2011 rồi ơi. Ơ 2021 rồi. Phải rồi, phải rồi, tưởng 2001 luôn. Ờ phải 2001 rồi. Ờ đúng. Quên. Đây là 2021 ông già. Ừ. Tới 2011 hoài. Anh Tâm bữa nào ương mới chuối nên Tâm ta trồng bẻ như chuối thứ đó đó. Giờ chuối mắc cái ghê luôn, trồng mới ra dài dài đây nè, chuối giờ mắc cái tiền cũng lạnh luôn. Hai hoài là cân trăm mấy, 200 hoài nhỏ đó nha. Nó còn trong đời hạ quân mình, con người mình mới biết được chứ. Mà như mấy cái đời trước thì sao ai biết được, đúng không? Chỉ có nghe trong kinh, trong giảng mới biết được thôi, phải không Tam? Phải không? Chỉ lại mấy đời. Ừ. Chỉ biết gì thôi chứ. Chứ ông nói khoa học giỏi giỏi thì nó cũng biết đời này thôi, phải không? Ừ, tại nó nói mấy nhà học cũng như ta học qua rồi thôi. Tao chị hù tao giao cho mày sách. Ờ mày thì cũng trong lại. Cũng trong đời hạ quân này thôi chứ. Mày coi sách lại. Trời gầm kia. Ừ.
Đầm đầm gì phái mà câu chuyện là xưa hay. Không biết nhậu không? Không biết. Kiểu này em có đi đâu không? Đó, ông cũng có học mà coi chuyện ông chồng Quốc Toản búp nát quả cam hả anh Tâm? Mà sao mà cái quả cam mà sẽ búp nát hay ta? Gì? Gì? Búp nát quả cam. Búp nát quả quýt đâu? Quả cam. Chị... Ừ mà sao búp nát quả cam chứ có gì đâu mà. Cái cây nhỏ ở kia đó. Ừ. Chê nhỏ không đủ ra chặn con giặt hay gì? Ừ. Cái ba phim này nó đâu giữ em chuyện ra. Thôi cũng hay. Biết một cặt vậy tại vì vậy cổ tích cái kệ nó phát lại đó. Ừ. Tiếng á. Thì nó dựa trong chuyện ra rồi nó thêm bớt hấp dẫn vậy thôi chứ. Thì vậy. Cái cốt truyện của nó ha. Con người nó làm pháp thì nói gì nè. Nhờ đại thiên đi thinh kinh về mình mới có kinh giảng rồi mới coi. Cái đó có thiệt đó. Bên Trung Quốc á. Đó mình quá cần nước quá không nổi. Mà thỉnh kinh ở Tây Thiên ở trên trời chứ nó hiểu không? Đâu có, thỉnh kinh có nước Tây Tạng nước khác nữa. Ờ, thỉnh kinh bên nước khác đem về ha. Ừ. Bên nước Phật, nó hiểu không? Chứ mình đâu có. Có thể sự tích ông Duy Tài nó nói có thiệt. Nó Tây Tạng đi gan luôn á chứ, hơi gan gì. Chịu tốt. Con cặp kiếm lấy nó lấy ở ngoài đời không á. Ừ. Cái đâu nó biết được, đúng không? Ừ. Nó coi sách cái ảnh.
nó dựa theo làm á. Đâm đi, đâm đi. Vô mà trên con lớn nó lọc một mò rồi. Trời ơi, chiều mới ngán nó mới bay tập lum đi. Gọi anh Tâm. Đi gần nửa tiếng đi. Như đây anh Tâm không thả cá nhìn ta. Kiếm mới cá thả vô rồi anh Tâm. Thiệt ha. Nó không làm, nó không giữ. Thôi bố mày. Giữ gì? Mày giữ đủ mà. Mày giữ thiết vậy không? Có mẹ vậy, hiểu đi. Con nào mà giữ thiết chứ. Giữ bằng hài bằng đi cũng dính nè. Lâu dài thì giọt buồn giọt tục không biết cái gì cột mặt xuống chứ còn bây giờ tôi đã hết trong công danh hết tưởng vợ chồng hết đi. Ngoài cửa sổ giữa anh là quá khứ, còn nỗi nhớ trong anh là hiện tại. Thời gian sẽ không đổi sắc mặt. Mm.
Vô. Rồi vô hết tâm. Gì? Thăm đất nè. Cô đất lên không bao qua. À. Hồi họ không chuyện dữ vậy. Cái này này lại mưa cô coi như ốc nó dặn lên không sao. Nói chứ mình ở trong quê mình chiều qua đồng nó khỏe lắm ha. Nó ngọt nè. Thì nó vui. Nó vui thì nó vui thiệt chứ nó mệt lắm. Cảnh cảnh phù du. Sắp năm nay vẫn bay và nước chân cầu vẫn chảy. Chiều là bạn én nó ra ghê thiệt. Nơi nào yên tĩnh nơi đó bạn nhé. Hay nước ra vậy nào. Có đâu vô, chờ anh vô luôn. Thôi 6 giờ vô. Chút phải vô, vô làm chi. Làm gì làm đi, chút xíu vô tắm đi. Đi chết.
Chích vô, vô ảnh. Có tờ bay con én chiều nó bay đẹp. Lợn đẹp. Hết xạo rồi, thiệt quá. Hết rồi. Được em rồi đó. Hey. Chiều em nghe bài không? Đẹp quá. Nghe bài đẹp quá. Én ha, ở đồ không biết nó bay gì vậy, nó lạnh đó. Gà én không lạnh luôn. Đẹp quá ha. Nó chưa có chim cò này nọ nó bay này nọ được coi cũng đẹp. Hơi buồn. Cái ốc nó vô lên không có lên nữa. Dân ngoài anh Tâm không nấu mút ha. Chạy bụng. Nè bốc này vô. Sao được không tới. Phao luôn cả bằng lúa hay. Trúng ghê không? Bên trước cái bằng thắt. Sao lại trúng ghê. Hai cái đài phát thanh đội trên cái đội dưới cái tàn hát nhạc chiến không. Này ơi, chú Tám nhắn gửi.
cơ. Bọn chó chết nó sao không? Vô chứ ở đây làm cái gì? Ông lại ra cái chiều hoài tao không gặp anh. Cắt cỏ lâu lâu lũi lũi hay quá. Quay tới chiều tối luôn. Mờ mờ ảo ảo. Đêm nay ngân tiếng sung nơi nơi yên bình. Tiếng ơi than thở đêm vắng thở dài. Sông con trên bầu
chết với người ta. Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều, bên mà qua thăm mới như kia. Kim mày